SO Care, sức khỏe khang cường, tuổi vàng rực rỡ. Cái phương pháp này nó là phương pháp đẩy lùi bệnh tật và phương pháp làm cho tăng lực sức khỏe theo phương pháp tự nhiên. Nó là một phương pháp mà hiện nay cháu hay nghe nói, tức là người ta hay nói thiền đấy. Thiền thì phải nói là một cái phương pháp từ trước giờ là thiền, người ta thiền tĩnh là nhiều. Tức là ngồi một chỗ và mình phải tĩnh tâm thì lúc đấy cái tâm mình nó mới an, đúng không? Thế nhưng mà đặc biệt của phương pháp dưỡng sinh tâm thể này á, là thiền nhưng mà thiền động. Vâng, cho nên nó rất là đơn giản. Tức là nó không phải là ngồi một chỗ, im một chỗ, không nhúc nhích gì hết. Mà đây là khi tập luyện thì mình tập bằng tay, bằng chân. Nhưng mà mình tay của mình là luôn luôn phải ngửa lên để mình thu năng lượng dương. Và cái chân của mình là phải đi đất để mình thu năng lượng âm. Thế thì nó lại có mang tính chất của đông y nữa. Đó là phải cân bằng âm dương. Thế thì mình chỉ dùng bàn tay và chân của mình và khuôn mặt của mình, khi mình tập mình ngước lên và mình hít thở thì tự nhiên là cơ thể mình nó sẽ âm và dương điều hòa. Và khi âm và dương cân bằng và điều hòa rồi thì cơ thể nó sẽ khỏe. Dạ vâng. Và trong đấy nó có những cái vận động chứ không phải ngồi một chỗ. Vì vậy cho nên là rất dễ, nhưng người nào mà ngồi một chỗ không được á, thì người ta tập phương pháp này và người ta tĩnh tâm luôn được. Và chính cái đấy nó tác dụng cho cái tâm người ta luôn luôn là có cái tâm an vui và cái tâm luôn luôn là cái tâm chân thật trở về cái bên trong của chính mình. Các cô có thể cho con biết thêm về cái câu chuyện là từng thành viên của mình đã đến với bộ môn dưỡng sinh tâm thể như thế nào ạ? Trường hợp của tôi là tôi bị đụng xe, gãy chân. Tôi tập nhiều cái lắm, nói chung ai chỉ tôi đâu tôi đi đấy. Rồi ngồi thiền là tôi ngồi 2 năm nhưng mà tâm tôi nó đi tùm lum mà. Thì là tôi mới gặp cô bộ, cô mới rủ tôi ra tập. Nó khỏe hẳn ra đấy. Thế là tôi tập tôi thấy có hiệu quả để tôi làm được những cái việc tôi cần. 30 tuổi là cô đã bị đau lưng rồi. Tôi tập về dưỡng sinh mà từ khu phố 4 mà sang đây thì đục xa nhất ở đây. Thì tôi đi bộ tập được các cái động tác thì thấy là mình thấy là nó khỏe ra. Hiện nay là vui hơn này, khỏe hơn này, đi đứng hơn này. Tôi không có nghĩ tiêu cực như ngày xưa nữa, vô tư rồi. Đấy, về nhà mà ông xã cũng mắng này. Quát lên cái là ông nín thinh luôn này. Trước đây á thì tôi có một cái là leo lên cầu thang á là giống như là mình bị ngợp á, là bắt đầu tập là tháng 6 2019. Cuối năm là thấy nó có một cái chuyển biến là leo cầu thang là bớt mệt rồi, từ 2019 tới giờ là không uống một viên thuốc nào nữa. Mình tập lúc nào cũng được, rảnh lúc nào tập lúc đó chứ không phải nhất thiết phải ra sân nữa, nhưng mà ra sân thì nó vui.